Thưa quý vị, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, được Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định là một trong các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Và lâu nay, kê khai tài sản, thu nhập được coi là giải pháp hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kê khai tài sản, thu nhập còn nặng tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Vì thế, cần phải loại bỏ tính hình thức trong việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ. Một cựu lãnh đạo Bộ Công Thương sở hữu khối tài sản trị giá gần 80 tỷ đồng. Nhiều cán bộ ở các cấp sở hữu tư gia bề thế. Những khối tài sản ngoài sức tưởng tượng khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về nguồn gốc lẫn hiệu quả của quá trình kê khai mà hàng năm cán bộ công chức vẫn thường thực hiện. Cho nên tại sao ở cái lớp trẻ ở đây là có người mới 20-30 tuổi đã có hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Thế tại sao? Tiền ở đâu? Đấy, có phải họ lao động rất giỏi mà họ có số tiền đó không? Tôi dẫn chứng như cái vụ mà Bộ trưởng Bắc Son khi hỏi ông là cái 3 triệu đô la cuối cùng là chúng ta phải kết tội ông là cho vào tù và cần thiết là phải tử hình, thì lúc đó ông mới khuyên con gái đem nộp lại và lúc đó ông mới nhận là tài sản của ông. Không chỉ là người kê khai tài sản thiếu trung thực, không thực hiện đúng bản chất và yêu cầu của việc kê khai mà công tác kiểm tra giám sát việc kê khai, xử lý những trường hợp vi phạm cũng chưa quyết liệt. Năm 2018, trong số hơn 1,1 triệu đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập, cơ quan chức năng chỉ tiến hành xác minh 44 người, trong đó phát hiện 6 người vi phạm. Năm 2019, trong hơn 1,08 triệu người kê khai tài sản, chỉ phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Đấy từ cả hai phía, từ những người kê khai tài sản cũng như từ phía cơ quan chức năng thì nó có những yêu cầu chưa cao. Cho nên là làm cho cái công tác kê khai tài sản nó chưa đáp ứng yêu cầu về chống tham nhũng. Gần đây nhất, chúng ta có Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị. Trong đó đã làm rõ đối tượng, cách thức, đặc biệt là chế tài trong quá trình kê khai tài sản. Tuy nhiên, quy định đó vẫn chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Chưa nói là cái luật mới, nghị định mới của chúng ta lại hướng dẫn thế này. Những cái tài sản mà là động sản 50 triệu trở lên thì anh kê khai. Tôi thấy kỳ lạ thật, trong nhà chúng ta có hàng trăm hàng nghìn cái đồ vật. Tôi có thể lý luận rằng tôi có cái nhẫn, nó khác cái vòng tay, nó khác cái dây chuyền, cứ mỗi cái 49 triệu. Tôi có 10 cái xe máy, mỗi cái 49 triệu. Có nhiều tỷ tôi không phải kê khai. Thứ hai là gì? Khi mà biến động tài sản 300 triệu trở nên mới kê khai. Bây giờ nếu mà anh nào mà nhận 2 triệu trở lên là tội tham nhũng, tội tham ô, tội nhận hối lộ là rất là nặng nề. Vì thế bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về kinh tế, xã hội và phòng chống tham nhũng, lãng phí, cần phải tập trung khắc phục tính hình thức trong việc kê khai tài sản thì mới kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.